Đừng đi đường đó, nó xa. Đường này này. Thôi cứ 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 lao xuống nước đi. Thì tao đây cũng ở nước này. Nhưng mà ở đây nó sâu lắm anh bạn ạ. Thôi, tao ngại lắm. Thì đi tắt qua sau lưng tao nó gần hơn chứ. Không không, tao ngại lắm. Tao đi đường này thôi. Thôi, tao quay về đường này thôi. Ngu thế mày ơi. Tại sao để cho nó chạy mất? Mày ngu thế nhỉ? Tao tao bắt từ lâu rồi. Mày không thấy nó to hơn tao? Thôi được rồi, để tao đi bắt. Này anh bạn ơi, em đừng đi đường đó. Đường đó nhiều vực thẳm nguy hiểm lắm. Đi đường nước này này. Mày buông tao ra. Buông chân tao ra. Không tao đạp cho chết bây giờ đó. Này, này anh ơi. Nhưng mà. Nhưng cái gì? Tao còn lạ gì cái mặt mày nữa. Mày định ăn thịt tao gì? Còn lâu nhá. Không. Làm gì bạn bè với nhau.